tình tình trong nắng em gặp cơn mưa. Oh, tình tình giữa ngõ cùng đưa người. Tình tình trên núi em gặp. Thực ra ca khúc Da Vàng được phép phổ biến trong những năm gần đây. Nó là muối bỏ bể trong cả một cái gia tài âm nhạc của ông Trịnh Công Sơn. Hai tập Kinh Việt Nam và ca khúc Da Vàng ai cũng biết rằng là đến 200 bài hát lận. Nếu mà bạn không biết đến hai cái tập nhạc đó thì bạn phải biết đến cái series tape ghi âm và Trịnh Công Sơn hát cho quê hương Việt Nam cho tới 5 cuốn lận, mà mỗi cuốn đâu chứ 16, 17 bài gì đó. Tức là nội những bài có thể nghe đã lên tới con số tròn trăm. Chưa kể những bài nếu như bạn biết xướng âm hoặc là bạn có thể tìm được văn bản của nó thì nó gấp đôi số đó. Từ xưa đến giờ thì khán thính giả yêu Trịnh Công Sơn, khán thính giả trẻ, cần phải nói đúng hơn là khán thính giả trẻ yêu Trịnh Công Sơn mới chỉ ở một mảng của ông ấy thôi, là tình ca. Nhưng cái điều mà đem Trịnh Công Sơn sánh vai với những tài danh của âm nhạc ngoại quốc lại là chính là mảng ca khúc Da Vàng. Bởi vì ở trong đó nó cao hơn tình yêu. Không, phải nói thế này mới đúng. Tình yêu ở đó cao hơn cái tình yêu cá nhân mà một con tim dành cho một con tim. Mà đó là tình yêu của một con tim dành cho triệu con tim và triệu con tim dành cho nhau. Đó mới là ca khúc Da Vàng. Ca khúc Da Vàng là hát cho cộng đồng và cộng đồng hát cho nhau. Cái số lượng ca khúc Da Vàng mà chúng ta được hát và được thu âm nó quá ít. Còn tất cả những bản trên YouTube đều là phần background, phần underground. Phải nói thẳng đó là những phần underground của đời sống âm nhạc hiện đại. Chứ còn xuất hiện trong một show diễn để được trình bày với đầy đủ tất cả những yêu cầu của một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn thì hầu như là chưa. Cẩm Vân có một vài bài, Hồng Nhung có một vài bài, nhưng điều đó chưa, nó chỉ là một cái góc rất nhỏ của một con voi. Chúng ta mới được khoét một lỗ nhỏ để nhìn vào cái thế giới của ca khúc Da Vàng mà thôi. Giống như cô Khánh Ly nói đó, anh hát nhạc cho chùa, anh hát nhạc cho nhà thờ, anh hát nhạc ở đâu đâu đi chăng nữa thì thôi, anh đã bước lên sân khấu, đã hát thì tôi coi anh là ca sĩ đi cho nó tiện việc sổ sách. Ok, cái đó là một việc. Nhưng để trình diễn ca khúc Da Vàng như một tác phẩm nghệ thuật trên một sân khấu nghiêm túc, chúng ta chưa làm được việc đó. Em nghe nhạc Trịnh Công Sơn bắt đầu từ cuốn Sơn Ca số 7 năm em 12 tuổi cho đến giờ. Khi nhỏ đó, mình đâu có biết thế nào là Da Vàng, mình đâu có biết thế nào là tình ca. Mình chỉ biết rằng có một dòng nhạc rất nhiều người chế, có một dòng nhạc có bom nổ đạn rơi, có phận người cháy rụi cùng cửa nhà. Nó sẽ là một lát cắt lịch sử được khúc xạ theo một chiều hướng khác với những cái gì mà chúng ta được học ở trong trường. Khi đó thì ngoài sách giáo khoa ra, chúng ta đâu có cái gì khác đâu. Và nếu như không có âm nhạc Da Vàng của ông Trịnh Công Sơn cùng với dòng nhạc phản chiến của những nhạc sĩ khác như Phạm Duy, như Trầm Tử Thiêng, như Hoàng Thị Thơ, như Thanh Sơn, và một loạt các nhạc sĩ viết nhạc quê hương, thì có lẽ Miền Đức Thắng nữa, Nguyễn Đức Quang nữa trong phong trào Zuka,
cái mà chúng ta mường tượng về lịch sử sẽ chỉ là một chiều. Người khác không biết thế nào, nhưng em thì không hài lòng với một nửa cái bánh mì. Các bạn trẻ hát, không ai yêu cầu các bạn ấy phải hát như ca sĩ. Và các bạn ấy lột tả ca khúc Da Vàng ở khía cạnh ca khúc cộng đồng, chứ không phải là ca khúc nghệ thuật. Không ai đòi hỏi các bạn ấy phải hát như là những ca khúc nghệ thuật. Nhưng đã vỗ ngực tôi là ca sĩ, tôi bước lên sân khấu thì tôi phải hát nó như một tác phẩm nghệ thuật. Điều đó nó lại là một cái thách thức đối với những người chuyên nghiệp.